chào tất cả mọi người nhé các bác ơi. Máy nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé. Đây hôm nay em sẽ quay một em lò, gọi là lò ăn chẵn này, lò ăn chẵn cho các bác xem. Em Kubota L122 là 22 mã lực nhé các bác nhé. 22 mã lực mà 3 máy. Em này 3 máy. Đó, em này có cả trợ lực lái luôn. Số cơ ben cơ trợ lực lái luôn nhé các bác ơi, xịn sò cực kỳ luôn. Đó. Power steering này, trợ lực lái. Máy móc thì là nguyên bản luôn. Nguyên bản, nguyên chuẩn Nhật bãi. Từ công hôm trước bọn em mới hạ là công cuối tháng 3. Cuối tháng 3. Em này hạ công hôm cuối tháng 3 đó các bác ơi. Mới về luôn, mới tinh luôn. Đó. Quay cho các bác xem để các bác chốt. Bởi vì mình cái công đấy có mấy 3 4 em 22 thì cũng còn hình như còn một em này thôi này. Đó thì các bác có thể tham khảo được chốt máy này nhá. Nó ghi chữ HA12 đây để ký hiệu cho, để lắp cho máy chuẩn của máy L122 này đây. Đó, rất nhiều cái chữ ký hiệu đó. Để mình kiểu như là bọn em, bọn thợ, bên các bạn thợ các bạn ý sẽ lắp không bị lắp nhầm ấy. Đó. Đây, xem phần thông số lốp trước đi. Lốp trước 7-16 này các bác ơi, lốp chuẩn Nhật bãi. BS đây. Lốp BS. Dăn bài. Đấy. Không, nói chung là nứt cực kỳ ít luôn. Lốp đẹp. Lốp trước đẹp nhá. Mòn một chút rồi. Đó. Đó. Còn phần lốp sau thì không hề, đây quay chi tiết cho các bác luôn này. Không hề nứt luôn. Lốp sau bao giờ nhìn đẹp hơn lốp trước nhỉ. Đó, đây này 9.5-24 nhá các bác ơi. Cũng là lốp chuẩn Nhật bãi, lúc nào cũng là bốn lốp nguyên. Nguyên bản chuẩn Nhật bãi luôn. Cái chuẩn Nhật bãi từ cái la răng luôn này. Cái la răng của nó này. Đó. Cũng là chuẩn bãi luôn. Lúc lắp lúc về là nó sẽ tháo cái bánh này ra. Nên là bọn mọi người vẫn thấy có cái các cái đánh dấu ký hiệu này nhá các bác ơi. Đây. Sẽ cho các bác xem bốn quả lốp của nó luôn. Đó. Đây. Một em này ba máy nhá các bác ơi. Nguyên zin luôn. Ba máy này. Nhìn cả rõ cả cái số động cơ ở bên trong này luôn nhá các bác ơi. Đó. Nguyên zin từ Nhật về luôn. Bánh cái nổ luôn. Nổ luôn cho các bác ơi. Đó. Phần ống khói thì nó sẽ thiết kế như này. Của đặc trưng của dòng lò ăn. Đây, bình nước phụ này rồi thì bình ắc quy sao lại 2016 đây. Đó. Đẹp lắm các bác ơi. Nguyên zin luôn, nguyên tem luôn. Em này nhập công hôm cuối tháng 3 đấy. Nhập mấy con 22 hình như còn một con này thôi thì phải. Đó. Đây phần cầu trước của nó đây nhá các bác ơi. Cầu trước đẹp luôn mà nó cực kỳ khô ráo luôn. Còn cái chỗ đoạn nước này là đang lúc nãy nó đang để ở ngoài chỗ mưa ấy. Em đánh nó vào chỗ mát, à chỗ trong xưởng này để em quay cho các bác xem này. Đó, ở đây đang mưa. Đang mưa luôn. Thế là có đôi cái giọt nước như thế này thôi này. Đó, các bác nhìn để các bác biết luôn này. Phần cầu bao đẹp luôn. Cầu đẹp lắm. Cái phần đằng trước của nó đây. Đây phần gầm này. Đó. Gầm của máy đây. Các bác xem từng chi tiết từng những con ốc một luôn này. Từ con ốc một luôn. Ốc ếch luôn. Ốc ếch nguyên bản từ những con ốc một luôn cơ. Đó. Đuôi đằng sau của nó đây các bác ơi. Phần đùi chứ. Đùi. Đùi đây này. Đây là phần đầu máy đấy. Nếu mà các bác mua phay kèm theo thì nó sẽ cắt đầy đủ các bộ phận của phay luôn. Mua đầu không thì nó sẽ gọn gàng như thế này nhá. Đèn nước đầy đủ luôn, xi nhan các kiểu đầy đủ. Đó. Đến cả cái kiếm nó cũng phải ký hiệu kiếm của máy luôn này. Kiếm theo máy luôn này. Nó cũng phải ký hiệu cái chữ theo máy của là 122 này nhá. Đó. Kiếm bãi luôn này. Đây xem phần xem nào. Xem cái phần đùi chụp gì đấy, chụp đuôi chuột à. Đó. Đây hơi sáng nhỉ. Ở đây thì đây nó dán cả cái tem ở đây như thế này luôn này các bác này. Phần số
số chính đi. Đây cho xem, các bác xem phần số chính. Ghế ghế sẽ là một ghế nguyên bản nhá, ghế nguyên bản theo máy luôn. Đấy, phần nâng hạ, dàn phay này. Ướt ướt, ngồi kiểu gì đây. Ấy chà. Đây cho các bác xem nắp bình dầu trên thân máy như này luôn này. Bật đèn đây. Đó, đèn đây. Xin nhan thử xem nào. Xin nhan. Ui. Đó. Cái bảng đồng hồ đây, bảng đồng hồ của nó đây này. Nhìn không rõ lắm nhỉ, nó đang bị mờ mờ. Đây cái phần số chính nó sẽ ở trên tựa tay này. Tay cầm này nhá các bác ơi. BTO. Em tắt nó đi. BTO ở bên dưới này. Thao tác ở dưới này luôn. Đó. À đây là cái còi bên này. Ok luôn, test đầy đủ cho các bác luôn. Đó, máy móc để từ bên Nhật về vẫn nguyên điện đóm luôn. Từ cái còi cái đèn hoạt động nguyên, hoạt động bình thường luôn nhá các bác nhá. Không bị gọi là chập chiếc gì luôn đấy. Đó. Rồi các bác ơi, một em 22 này em, các bác cứ thể tham khảo nhá, rất là đẹp luôn. Nói chung các bác mua máy bãi thì luôn nên lựa chọn những em dòng nấu ăn này. Nó rất là phổ thông luôn, đầu về rồi thì cách sử dụng, cách sửa chữa nó rất là dễ dàng, phổ thông nên là mình mua rất là tiện đấy. Đó. Thì em xin phép là không báo giá trên mạng nhé các bác ơi. Các bác mà quan tâm đến giá có thể liên hệ trực tiếp bên em, hoặc là để lại số điện thoại em sẽ liên hệ lại cho các bác nhé. Em sẽ báo giá cụ thể cho các bác xong. Rồi ạ. Em xin phép kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đó.